vượt qua tất cả, lao nhanh về phía trước. Cùng những tay đua nội ngoại bình xuất sắc, sự chuẩn bị chu đáo đến từng chi tiết, tất cả đang hướng về những danh hiệu cao quý. Mọi thông tin trước thềm cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 34 năm 2022, non sông niềm một giải, niềm tin chiến thắng, HTV Đông Nam Á sẽ có trong chương trình khởi động cúp truyền hình 19:50 HTV9, 23:00 HTV7 và HTV Thể thao từ 26 tháng 3. Mời quý vị đón theo dõi.